Khánh Hoàng và Trúc Diễm xin kính chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đến với cửa hàng X Solution. X Solution tọa lạc tại góc đường Garden Grove và đường Gilbert. Và ở đây quý vị được gọi là Health Korea số 1 của Hàn Quốc. Và ở nơi này được mệnh danh là thiên đường cho sức khỏe, bởi vì ở nơi này sẽ cung cấp cho tất cả chúng ta mọi sản phẩm từ sức khỏe, từ ghế massage cho đến những thực phẩm chức năng, và với thương hiệu cao cấp của X Solution của Health Korea. Vâng, đây chính là thương hiệu chăm sóc sức khỏe cao cấp nhất đến từ Hàn Quốc, X Solution. Và đây cũng là thương hiệu ghế massage được rất là nhiều người yêu chuộng, đặc biệt là các khách hàng đến từ Los Angeles và các tiểu bang khác trên khắp nước Mỹ. Và ngày hôm nay cho phép Trúc Diễm và Khánh Hoàng được giới thiệu qua một vài sản phẩm đặc biệt của X Solution. Đầu tiên đó chính là chiếc ghế massage mang thương hiệu Kairos. Và quý vị, đây một là chiếc ghế massage mà Khánh Hoàng nghĩ rằng sẽ rất thích hợp cho những người Á Châu chúng ta. Bởi vì cái size của nó vừa cái size của mình, nó sẽ ôm sát cơ thể. Như quý vị cũng biết rồi, quý vị đã từng yêu thích những bộ phim của Hàn Quốc được gọi là K-drama, âm nhạc quý vị yêu thích thì gọi là K-pop, thực phẩm quý vị yêu thích thì gọi là K-food. Còn bây giờ ghế massage chúng ta gọi là gì ta? K-massage. Và đặc biệt là chiếc ghế massage này đến từ công ty X Solution. Và sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên. Như Trúc Diễm vừa nói, đây là chiếc ghế hiệu Kairos. Đây là một cái tên đó quý vị, mà quý vị yêu mến thần thoại Hy Lạp đó. Đây là một cái tên mà của vị thần cơ hội trong thần thoại Hy Lạp. Có nghĩa là chúng ta ngồi ghế này chúng ta sẽ có rất nhiều những cơ hội. Rất là nhiều những cơ hội để được thư giãn, được thoải mái. Đúng rồi, bởi vì sau một cái ngày làm việc rất là dài và rất là mệt mỏi thì ai trong chúng ta cũng mong muốn được đi đến tiệm massage. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự mà nói đâu ai có nhiều thời gian để mà đi đến tiệm massage, và mình còn phải đặt appointment nữa phải không anh? Đúng rồi. Và để nói về Kairos thì Trúc Diễm đang ngồi trên chiếc ghế Kairos này ngày hôm nay, thiết kế hết sức là sang trọng và tao nhã. Thêm vào đó là cái size của ghế vừa nhỏ, rất là phù hợp với cơ thể của người châu Á. Và khi mà mình nằm xuống thì chiếc ghế sẽ tự động cảm ứng và tìm kiếm cái vai và cái phần cơ thể của người dùng để bắt đầu massage cổ, vai, gáy và bả lưng, và tạo nên một cái cảm giác rất là thoải mái, giống như là mình đang mặc một cái bộ đồ mà được may đo vừa y với cơ thể của mình vậy đó. Dạ, đồ vâng. Quần áo mà may vừa vặn thì lúc nào cũng đẹp. Đúng không? Đúng rồi, và ghế mà vừa vặn với mình thì lúc nào cũng thoải mái hết, đúng không anh Khánh Hoàng? Nó sẽ xoa bóp đúng những cái cơ, những cái huyệt đạo trong cơ thể chúng ta và giúp chúng ta rất là thoải mái quý vị. Và chiếc ghế này một lần nữa được thiết kế riêng cho những người Á Châu, cho nên khi mà chúng ta nằm vào thì sẽ rất phù hợp cho cơ thể của người Á Châu của chúng ta quý vị nhé. Và chúng ta sẽ có những con lăn trực tiếp nó đánh vào những cái cơ, những khớp của chúng ta và giúp cho chúng ta rất là thư giãn, và rất nhiều cường độ và nhiều áp lực sẽ khiến cho chúng ta được relax trong cơ thể của mình. Và khi Khánh Hoàng thấy là Trúc Diễm khi nằm vào thấy mình rất là thoải mái, đúng không? Dạ, thoải mái, rất là thoải mái. Tất cả những cái chi của chúng ta đều được xoa bóp, từ chân cho đến bàn tay cho đến cổ cho đến lưng, tất cả đều được xoa bóp rất là hoàn toàn là rất là thoải mái và phù hợp với cơ thể của tất cả chúng ta. Khánh Hoàng tin chắc rằng quý vị hãy nên thử một lần để cho chúng ta biết được cảm giác của Kairos nó tốt như thế nào quý vị nha. Diễm đang nghĩ mà không biết có ai có thể massage cho Trúc Diễm mà cảm thấy thoải mái hơn như thế này. Rất là vừa vừa vặn đúng không? Dạ đúng rồi. Và màu sắc cũng rất là trang nhã. Và chúng tôi xin được lặp lại, đây là thương hiệu rất là nổi tiếng về sức khỏe của Hàn Quốc, tên là X Solution, chiếc ghế hiệu Kairos. Dạ vâng, và giá ban đầu của chiếc ghế này là 5.999 Mỹ Kim cộng thuế. Và nếu như mà quý vị gọi ngày hôm nay thì giá của chúng tôi có một cái giá hết sức là đặc biệt, đó chính là 3.499 Mỹ Kim cộng thuế. Có chính là giảm được 2.500 Mỹ Kim rồi anh Khánh Hoàng. Ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ luôn. Và đặc biệt thêm nữa là còn được tặng thêm một phần quà kèm theo. Và không những như vậy mà khi mà quý vị có thể financing 0%, 0% lãi suất nha quý vị, tại trang web healthkoreashop.com. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ có chương trình free delivery trên khắp nước Mỹ, trên khắp nước Mỹ, và đặc biệt quý vị ở tại quận Cam thì chúng tôi sẽ free delivery and free installation, và tất cả những chiếc ghế này được 3 năm warranty. Wow. Hãy gọi ngay từ bây giờ để được cái giá thật đặc biệt với chiếc ghế Kairos. Và đây là quà tặng cho quý vị nào khi mà mua chiếc ghế Kairos. Đây là
cái này gọi là couple chair quý vị. Quý vị có thể đặt ở những cái ghế ở ngay nhà quý vị, ở phòng làm việc hoặc là trên xe để mà support cho cái lưng của chúng ta. Và trị giá hai cái miếng support chair này là trị giá là 180 đồng, có nghĩa là 90 đồng một cái đó quý vị. Mà mua một chiếc ghế Kairos được tặng tới hai cái luôn. Anh cái em cái hai người mỗi người cái đúng không ạ? Và quý vị hãy gọi ngay qua số điện thoại là 213-384-1005, 213-384-1005. Quý vị khán giả thân mến, và tiếp theo cho phép Trúc Diễm được giới thiệu chiếc ghế massage kế tiếp, đó chính là chiếc ghế massage với thương hiệu Gravity, có nghĩa là trọng lực. Anh Khánh Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế này đây, không biết anh Khánh Hoàng có thể giới thiệu thêm cho quý vị khán giả được không ạ? Khi mà chúng ta ngồi chiếc ghế này thì nó có một cái điểm đặc biệt đó, chúng ta nó sẽ đưa chúng ta vào cái trạng thái là không có trọng lực. Khi mà bạn nằm xuống đó thì nó sẽ truyền trọng lực ra bên ngoài. Đó, nó truyền ra bên ngoài, nó không đặt nặng xuống người nữa. Chúng ta lơ lửng giống như là chín tầng mây rồi đó. Rất là thoải mái, gọi là không trọng lực mà. Cái Trúc Diễm bây giờ tưởng tượng mình không trọng lực, mình lơ lửng chứ. Cái người mình rất là nhẹ. Em chưa thử nha. Và xương cốt chúng ta cũng rất là giãn ra. Lúc đó chúng ta massage nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì những cái cơ lăn nó sẽ tiếp xúc trực tiếp vào trong cái cơ, cái khớp của chúng ta. Vâng, và quan trọng là cái chiếc ghế massage Gravity này nó rất là mạnh mẽ và nó sẽ tác động đến toàn bộ cơ thể của mình, từ nhẹ nhàng, từ massage da đầu. Đúng rồi, đây đó, rồi tới cổ, vai, gáy, phần lưng trên, phần lưng dưới và cái phần hông của mình. Nói chung là tất cả những cái chỗ nào mà cần được massage là phải đúng điểm luôn nha anh. Bởi vì khi mà chúng ta nằm đó thì cái những cơ chúng ta sẽ rất là căng cứng. Và khi chúng ta được gọi là không trọng lực đó, là gravity đó, nhẹ nhàng lên đó, thì những cơ bắp chúng ta sẽ giãn ra. Và lúc đó những con lăn sẽ đánh trực tiếp vào những cơ bắp chúng ta. Quý vị thấy là cái màu cũng rất là đẹp, và có những cái nút massage, cái nút massage rất là đẹp. Cái control ở trên ghế và cả cái remote control nữa, rất là tiện lợi. Cho nên khi mà chúng ta nằm xuống thì nó sẽ cho chúng ta rất nhiều cái function để mà chúng ta có thể massage từ chân, từ chân, lưng, hoặc là đến cái cổ và đến cái vai của chúng ta. Em thấy hay nhất là có cả da đầu nữa. Đó, cả da đầu nữa, đây đó. Rất là thú vị luôn. Và điều đặc biệt, đây là một cái thương hiệu cao cấp của X-Solution, rất là chất lượng và rất là giá trị trên thị trường hiện nay. Đó là chiếc ghế Gravity. Bây giờ chắc chắn quý vị cũng muốn biết là cái giá cả của nó như thế nào không ạ? Cái giá hiện tại bây giờ đó là 6.999 đồng cộng với thuế. Nhưng quý vị xem chương trình này, quý vị gọi ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 213-384-1005 thì quý vị gọi vào giá chỉ còn là 4.499 đồng cộng thuế. Wow. Và sau 48 tháng, tài trợ không lãi suất nha. Nếu mà tính ra thì quý vị trả là 93 đồng cho một tháng mà thôi. Wow, rất là tiện lợi. 93 đồng cộng thuế anh. 93 đồng cộng thuế. Truy cập vào cái website của trang nhà của X-Solution, đó là healthkoreashop.com, để mà quý vị xem có quý vị có hội đủ điều kiện để mà mua chiếc ghế này với giá mà không lãi suất hay không. Dạ đúng vâng, và mình cũng phải mention thêm với khán giả là những cái chiếc ghế đến từ X-Solution có 3 năm warranty. Dạ, và chúng tôi sẽ có free shipping trên toàn nước Mỹ dành cho quý vị nào muốn mua chiếc ghế này. Cho nên dù ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ thì quý vị cũng đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi cho quý vị. Ngoài ra còn có một món quà kèm theo. Đó là món quà gì vậy anh? Đó, món quà là Robot Everbot. Wow. Everbot. Cái món quà này là trị giá 300 Mỹ Kim. Cái này em biết nha, em có mua riêng. Phải không? Em có mua riêng để lau nhà. Tự lau nhà. Kính thưa quý vị, khi mà quý vị mua chiếc ghế Gravity thì sẽ được tặng món quà này và sẽ được 48 tháng không lãi suất. Tiền lợi. Xin quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ qua số điện thoại 213-384-1005. Trúc Diễm và anh Khánh Hoàng xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chúng tôi chia sẻ các sản phẩm tại gian hàng của X-Solution ngày hôm nay. Và mong rằng tất cả quý vị khán giả chúng ta, nếu mà muốn lo cho sức khỏe của mình, lo cho cái sự mệt mỏi của chúng ta được càng ngày càng cải thiện nhiều hơn, thì quý vị hãy đến với X-Solution, tòa lạc tại 9520 trên đường Garden Grove, phòng số 15 ở kế BCD Tofu House. Và nơi đây sẽ có rất nhiều những sản phẩm sẽ giúp cho quý vị có những cái giây phút thư giãn, cũng như là những thực phẩm chức năng. Hoặc quý vị có thể lên trang nhà của công ty qua địa chỉ là healthkoreashop.com để quý vị có thể xem từng sản phẩm với giá cực đặc biệt. Và một lần nữa, Khánh Hoàng và Trúc Diễm xin chào tạm biệt quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại với những sản phẩm tiếp theo của X-Solution.